Còn tách rong, gạt hết rong sang một bên. Ui dồi ôi, cái này chuột thân hơi mòn này, vẫn biết được. Cái này rất là bẩn này. Người ta rút ẩn ra thì cái này lại ra. Da này ok, không vấn đề gì, vệ sinh đủ đều đâu, nó mà nó không bị điểm giới hạn. Không, tủ da này vẫn có sử dụng thoải mái. Anh vệ sinh cái này, anh lấy hơi xì, khi xì phải bỏ lò xo ra, bay mất lò xo, nó vệ sinh cả cái củ gót này. Ta lấy cho anh cái tô vít chỉnh cho anh đi. Vào trong nhà, lấy mồ hôi rồi vào trong nhà rửa xe. Anh cầm cả này xì luôn rồi. Anh đừng tuyệt đối đừng đánh rơi này.